Em mến chào các bạn. Rất là cảm ơn các bạn đã quay lại với video kết quả mini game tháng 4 năm 2023 ha. Có lẽ là các bạn cũng rất là đợi để hôm nay để xem kết quả mini game tháng 4 ha. Trong thể loại mini game, Liam có nói là Liam sẽ có 5 phần quà cho 5 bạn may mắn trúng giải ha. Nhưng mà trên bàn Liam soạn sẵn là 6 phần quà nha các bạn. Liam thêm một phần quà nè, và Liam có thêm mỗi bạn một sticker, có thêm cây cán sticker nữa nè. Mỗi bạn sẽ thêm một sticker nha các bạn. Tại vì Liam biết là các bạn rất là thích sticker. Các bạn mua hàng ở trên shop của Liam thường là các bạn mua sticker ha, để trang trí sổ. Liam thật sự rất là vui khi được các bạn theo dõi và ủng hộ các kênh của Liam cũng như là ủng hộ shop của Liam ha. Liam có in sẵn những con số để chuẩn bị là bóc thăm trúng thưởng nè các bạn. Trong này thì có là 200 con số đây các bạn. Đây, 200 con số Liam in sẵn ha. Và trong này có hai tờ giấy này, Liam có in tên của các bạn thường xuyên vào comment cũng như là vào theo dõi sớm những cái video mà Liam công chiếu cũng như là những video mà Liam phát ha. Thì lát nữa Liam sẽ bóc 3 tên và 3 số để công bố kết quả mini game ngày hôm nay nha. Có lẽ là lâu quá Liam không ngồi trước ống kính đó, thành ra là Liam hơi kiểu như là hơi giống như là nó nói chuyện nó hơi bị run run á các bạn. Mong các bạn thông cảm nha các bạn. Tại vì những lúc trước á Liam thường ngồi trước ống kính lắm các bạn, để Liam trò chuyện nè, Liam nói chuyện với các bạn rồi Liam tương tác. Nhưng mà dạo gần đây á là Liam hơi bận xíu, tại vì Liam có công việc, Liam đi công tác nè, thành ra là Liam hơi bận. Nhưng mà sắp tới thì Liam cũng có lẽ là Liam sẽ thường xuyên tương tác với các bạn. Liam chúc cho các bạn sắp tới thi đạt kết quả tốt nha. Tại vì bây giờ là cũng gần đến thi học kỳ 2 rồi ha. Chuẩn bị nghỉ hè rồi. Bây giờ Liam sẽ dọn mấy cái món quà này và Liam sẽ quay bóc theo số và bóc theo tên. Rồi sau đó Liam sẽ lên trên máy Liam tra nha. Nếu các bạn thích tháng 5 tới cũng có mini game nữa thì các bạn hãy comment chữ có cho Liam biết nha. Để Liam sắp xếp, Liam tổ chức vào thường thì vào giữa tháng ha. Giữa tháng thì Liam tổ chức chơi mini game và gần cuối tháng thì mình sẽ có kết quả nha các bạn. Rồi bây giờ Liam sẽ dọn mấy cái món quà này. Thì để Liam nói luôn là có một số bạn có nhắn với Liam là chị Liam ơi, chơi mini game ở trên kênh Liam Channel của chị thì có mất phí ship không ha? Thì Liam nói là không có nha các bạn. Liam sẽ thanh toán phí ship cho các bạn. Các bạn chỉ nhận quà Liam gửi thôi. Thì trên này có 6 phần quà, thì trong này là có 3 phần quà cho giải bóc theo số ha, và 3 phần quà thì tôi giải bóc theo tên. Là các bạn mà bóc theo tên đó, thì là được cái túi nha các bạn. Là các bạn bóc theo số thì được chiếc tủ mini thì co. Những món quà Liam tặng thì Liam có bán ở trên shop của Liam trên Shopee nha các bạn. Nếu mà các bạn thích thì các bạn có thể vào trong shop của Liam trên Shopee để các bạn tham quan nha. Liam có bán rất là nhiều món cute ở trên đó ha. Liam hy vọng là có điều kiện để Liam tổ chức thêm nhiều mini game nữa để các bạn cùng tham gia. Và những bạn chưa may mắn trúng giải trong những đợt mini game Liam tổ chức thì các bạn có thể tham gia ở những đợt mini game sau ha. Bây giờ không để các bạn đợi lâu nữa, Liam sẽ thực hiện bóc theo số, bóc theo tên để ra kết quả mini game của tháng 4 nha. Đây, trên bàn Liam có in sẵn những con số mà chuẩn bị bóc thăm trúng thưởng này các bạn. Liam in từ số 1 cho đến số 200 ha. Thì như trong thể lệ chơi mini game thì Liam có in 200 con số và trong này Liam sẽ bóc ra 3 con số may mắn nha các bạn. Liam sẽ dùng kéo Liam cắt ra nha. Thì ở những đợt mini game trước thì có đợt thì Liam live stream để Liam chơi, ví dụ như là chơi đón trái cây. Nhưng mà những đợt chơi như vậy thì có nhiều bạn có nói với Liam là chị Liam chơi vậy là tụi em không có, tụi em bận đi học á, tụi em không có chơi trực tiếp được. Thành ra là Liam sẽ thực hiện chơi bóc số, bóc tiêu tên để các bạn nào cũng có thể tham gia ha. Tự nhiên vừa ngồi vừa trò chuyện và quay như thế này tự nhiên Liam thấy rất là thích luôn các bạn. Có thời gian mà quay và trò chuyện như thế này nè, Liam cảm thấy rất là gần gũi với các bạn. Tại vì bình thường Liam đi làm các bạn, Liam không có thời gian để Liam quay nhiều và nói chuyện nhiều với các bạn được. Hôm nay là cuối tuần nè, hôm nay là thứ Bảy ha. Bây giờ là sáng là các bạn, Liam dậy hồi 4 giờ sáng là bây giờ gần 5 giờ rồi nè các bạn. Để Liam quay cái video này ha. Rồi tương tự ha, Liam sẽ cắt ra như thế này nha các bạn. Cắt ra những con số như thế này nè. Để lát nữa Liam gấp lại Liam bỏ vô trong hũ. Liam bóc. Thì Thì có nhiều bạn đã chơi mi game ở trên kênh của Liam thì các bạn có lẽ là đã quen với lại cách chơi mà Liam thường tổ chức rồi ha. Thường thì mỗi tháng Liam có tổ chức mi game ở trên kênh Liam Channel. Đó. Thì sắp tới kênh Liam Channel cũng sắp đạt 300.000 subscribe, và kênh Liam Shop của Liam thì cũng sắp đạt 30.000 shop ha. Cho nên là khi đó thì Liam cũng sẽ tổ chức mi game nữa nha các bạn. Liam có hứa với các bạn rồi, khi kênh Liam Channel đạt 300.000 subscribe và kênh Liam Shop của Liam đạt 30.000 subscribe thì Liam sẽ làm thêm mi game nữa. Rồi để cho nhanh thì Liam sẽ dừng lại và Liam cắt hết những tờ giấy này nha. Liam cắt hết ha. Thì cuối cùng Liam cũng cắt gần xong những con số rồi nè các bạn. Bây giờ Liam sẽ cắt cho hết những con số này luôn nha. Thật sự mà chơi mi game kiểu như Liam này nè thì sẽ rất là tốn thời gian, bởi vì phải ngồi cắt số nè, và phải ngồi lọc và tìm ra những bạn là rất là xuất sắc, comment rất là tích cực, cũng như là theo dõi khi video của Liam công chiếu sớm ha. Thì, nhưng mà cách chơi này thì cũng được rất là nhiều bạn ủng hộ, thì chơi thế này thì sẽ công bằng hơn ha các bạn. Thì đây là những con số mà Liam cắt ra rồi nè. Bây giờ Liam sẽ gấp lại và Liam bỏ vô trong một cái hũ để Liam bóc theo số nha. Liam lấy cái hũ, đây có cái hũ này nè các bạn. Liam sẽ gấp và Liam bỏ vào trong này nha. Liam gấp lại như thế này. Liam xóc đều và Liam sẽ bóc ra 3 số may mắn nha. Ở trong 200 con số này. Liam lấy cái hộp này để Liam bỏ vô nha các bạn. Đây là cái hộp mà Liam gấp trong cái video làm thủ công ở trên kênh Liam Channel các bạn. Rồi, hãy cùng với Liam bóc ra 3 con số nha các bạn. Rồi, con số đầu tiên Liam bỏ vào đây ha. Em bóc lại nha, cứ nó dính nè. Rồi con số thứ hai, rồi con số thứ ba. Rồi đi em đã bóc ra 3 số, đi em bỏ vô đây rồi ha. Bây giờ tiếp theo là đi em sẽ bóc theo tên nha. Đây thì trong 2 tờ giấy này nè thì Liam có tổng hết là 20 nickname. Những nick mà comment rất là tích cực, cũng như là ủng hộ kênh của Liam khi mà Liam ra những cái video Liam công chiếu ha. Thì các bạn vào sớm để các bạn comment, cũng như là các bạn trò chuyện. Thì Liam sẽ chọn ra 20 bạn. Thì thật sự Liam cũng rất là muốn có nhiều phần quà để Liam tặng cho các bạn. Tại vì Liam tặng ít quá Liam cũng rất là ngại luôn á các bạn. Nhưng mà điều kiện thì Liam chỉ trong cái điều kiện cho phép là một tháng có thể là từ 5 đến 10 phần quà ha, trong dao động trong khoảng đó. Thì Liam sẽ làm những cái mi game nhỏ nhỏ để Liam tặng quà cho các bạn, cũng như là Liam gửi lời cảm ơn và tri ân đến tất cả các bạn đã theo dõi và đồng hành và ủng hộ Liam trong suốt thời gian qua ha. Trong tháng 5 tới, nếu mà các bạn thích Liam ra mini game thì các bạn hãy nhắn comment cho Liam là chữ có nha. Như lúc nãy Liam có nói với các bạn ha. Đây là tổng hết là 20 nickname nè các bạn. Liam là cắt ra ha. Bên này là 10 nickname, bên này là 10 nickname, là tổng 20 ha. Liam sẽ lấy một cái hũ Liam gấp bỏ vào ha các bạn. Đây, Liam có một cái hũ nhỏ nhỏ nè. Liam sẽ gấp bỏ vào nha. Liam gấp như thế này ha. Liam sẽ lần lượt Liam gấp hết 20 tên nickname để Liam bóc ra 3 nickname bất kỳ ha các bạn, trúng giải trong đợt mini game tháng 4 năm 2023. Làm như thế này á, tuy là lâu nhưng mà Liam vừa làm vừa trò chuyện với các bạn, Liam cũng cảm thấy rất là vui luôn. Liam sẽ gấp hết, Liam cho vào đây nha. Liam đã gấp xong 20 nít nem rồi các bạn. Liam cho vào cái hũ nhỏ này ha. Bây giờ Liam sẽ trộn lên nha. Liam sẽ trộn lên để Liam bóc ra 3 nít nem may mắn trong đợt này nha các bạn. Ai là người chịu trúng thưởng đây? Rồi, bây giờ Liam sẽ bóc ra 3 nít nem đầu tiên. Nít nem đầu tiên ha. Tiếp theo Liam sắp lên ha. Rồi, xem bóc cười nha. Nít nem thứ hai. Một nít nem cuối cùng nữa. Đem trộn lên ha. Rồi, đây, bỏ vô đây nha. Rồi, bây giờ Liam đã bóc theo số và bóc theo tên xong rồi này các bạn. Bây giờ Liam sẽ lấy những con số và lấy các nít nem này ra để Liam công bố nha. Các bạn có hồi hộp không nè? Tự nhiên Liam thấy rất là hồi hộp luôn các bạn ơi. Để Liam lấy ra nha các bạn. Rồi trên tay của Liam có tổng hết là 6 bạn trúng giải ha. Bây giờ Liam sẽ lấy theo tên trước, rồi số Liam sẽ lấy sau nha. Tên nè. Đầu tiên là bạn Quỳnh Anh. Bạn có nickname là Quỳnh Anh ha. Liam chúc mừng bạn có nickname Quỳnh Anh đã trúng giải trong đợt này nha. Tiếp theo là bạn Yến Đào. Bạn có nickname là Yến Đào để trúng giải trong đợt mi game này. Bạn thứ ba có nickname là Mina Channel. Có lẽ là bạn để là channel này, bạn viết nhầm ha, thành chữ M. Liam thấy là Mina Channel. Liam chúc mừng bạn có nickname là Mina Channel để trúng giải nha. Rồi bây giờ là 3 con số. Để Liam sẽ khui ra xem là số mấy ha. Số đầu tiên là 165. Đây các bạn, để lát nữa Liam sẽ lên máy Liam tra nha. Không biết là 165 này là của bạn nào ha. Tiếp theo là bạn có số may mắn là 124. Liam lát Liam tra luôn ha, tra mấy con số này. Tại vì tên thì mình biết là bạn nào rồi ha. Còn số thì có nhiều khi là có nhiều bạn chọn trong một con số, thì bạn nào comment đầu tiên sẽ là người trúng giải ha. Số thứ ba là 148. Đây các bạn, 148 trúng giải ha. Rồi, bây giờ Liam sẽ vào trong máy để Liam tra 3 con số này ha. Rồi Liam sẽ công bố kết quả luôn nha. Let's go. Bây giờ Liam vào trong video hôm trước chơi mini game ha, để Liam tra những con số may mắn trúng giải mà lúc nãy Liam bóc nha các bạn. Đây là video chơi mini game này. Thì Liam vào trong phần bình luận. Liam tìm con số đầu tiên là con số 148 trước nha các bạn. 148 là thuộc bạn nào nha. Enter. 148 kết quả sẽ thuộc về bạn Juni Channel. Bạn đã chọn con số 148. Và mong ước mùa hè năm nay của em là được đi du lịch nhiều nơi. Cảm ơn chị Liam đã tổ chức mini game. Chúc kênh chị sớm đạt 300.000 sub. Mong là em trúng ạ. Liam chúc mừng bạn có nickname là Juni Channel nha. Cảm ơn bạn đã có lời chúc đến Liam. Liam cũng chúc cho bạn mùa hè này được đi du lịch nhiều nè, và sắp tới thi đạt kết quả cao nha. Rồi, bây giờ Liam sẽ tra tiếp con số tiếp theo. Con số tiếp theo là 124 nha các bạn. 124 sẽ thuộc về bạn nào đây? 124. Enter. Rồi, bạn có nickname là GE Day. Bạn có nickname là GE Day ha. Đây các bạn. Để Liam đọc comment của bạn có nickname là GE Day. Các bạn nghe nha. Chị ơi, sắp thi rồi á chị. Em bận tối mũi để ôn thi lớp 6 luôn. Tại em bận ý nên chị nên xem like của chị muộn. Hít mà chị được 283.000 sub. Mà em vui qué. Cố lên 300.000 sub nha chị. Có mấy đứa lớp em còn chưa biết kênh chị á. Để em nói tụi nó ủng hộ cho chị nha. Với dạo này em bận quá ý. Không như mấy hồi trước. Lúc trước thì em còn coi chị để làm squishy, sticker. Nhưng dạo này em chỉ bỏ ra được tầm 20 phút thôi ạ. Em xin lỗi chị nhiều vì không ủng hộ chị mỗi ngày được hu hu. Và thôi chúc chị một ngày vui vẻ ạ. Em chọn số 124 vì đó là số may mắn của em. Mong là em trúng. Em chỉ ước mùa hè em vui chơi thật đã. Thôi Mãi yêu chị, bạn có nickname là Genie đây. Bạn nhắn comment rất là vui ha các bạn. Liam cũng chúc bạn là một mùa hè chơi thật là vui, thật là đã nha. Và chúc bạn ôn thi lớp 6 thật là tốt. Bạn bằng tối mặt tối mũi để ôn thi rồi Liam. Rất là cảm ơn bạn luôn. Bạn nói là bạn dành 20 phút mỗi ngày để xem video ở kênh Liam Channel của Liam ha. Thật sự là Liam rất là cảm động luôn các bạn ơi. Liam chúc mừng bạn có nickname là Genie đây với con số là 124 đã trúng giải trong đợt mi game tháng 4 này nha. Rồi tiếp theo nha các bạn, tiếp theo là con số 165. Đây, Liam sẽ tìm con số 165. Enter. Rồi, bạn có nickname là Thảo Lê. Bạn có nickname là Thảo Lê ha. Chọn con số 165. Bạn nói là em sắp thi lên lớp 10 rồi nên mong đổ nguyện vọng 1. Chúc chị nghề càng phát triển hơn nữa nhé. Đó. Liam cảm ơn bạn Thảo Lê đã nhắn comment và đã tham gia mi game đợt tháng 4 này nha. Liam chúc mừng bạn đã trúng giải ha. Chúc cho bạn thi lên lớp 10 thuận lợi nè và mong đổ nguyện vọng 1 ha. Rồi Liam đã tra xong 3 con số may mắn rồi ha các bạn. Bây giờ thì Liam sẽ có một vài cái slide tiếp theo ở video này. Liam sẽ tổng kết lại đợt mini game tháng 4 này thì những bạn nào trúng giải và Liam hướng dẫn cho các bạn liên hệ với Liam để các bạn nhận quà nha. Rồi còn bây giờ thì Liam tiếp tục những slide tiếp theo. Các bạn theo dõi đến cuối video nha. Liam cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu các bạn thích Liam tổ chức mini game nữa trong tháng 5 tới thì các bạn hãy nhắn comment chữ có cho Liam biết nha. Còn bây giờ thì Liam bye bye các bạn. Các bạn nhớ theo dõi đến cuối video ủng hộ Liam nhé. Bye bye.